vị thân mến, hầu hết mọi người hay suy nghĩ rằng nếu như chúng ta lựa chọn căn hộ thì sẽ bị giới hạn lối kiến trúc hơn so với nhà phố hoặc biệt thự. Nhưng mà nhận định đó đã đúng hay chưa? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn kỹ hơn và gặp gỡ với kiến trúc sư Kim Yến. Có lẽ rằng khi mà bước vào cái công trình kiến trúc này thì mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ rằng những căn hộ không phải bị giới hạn đâu, mà chúng ta vẫn có thể tha hồ sáng tạo nhiều phong cách khác nhau, phải không ạ? Đúng rồi, phong cách pha trộn giữa hiện đại và classic, nó gọi là modern classic, phải mang một cái phong cách nội thất là đơn giản, sang trọng. Vâng. Đó là thể hiện được cái đẳng cấp của cái người chủ nhà. Để mà đáp ứng được cái yêu cầu của bên chủ nhà đưa ra thì thứ nhất là mình phải định hướng được cái phong cách cho từng cái không gian cũng như là những cái sản phẩm về nội thất. Và tiếp đó là mình phải chọn lựa cái vật liệu mang cái tính chất là hiện đại nhưng mà nó có thể là nó kết hợp với cái hình dáng, nó mang dáng dấp cổ điển một chút. Ví dụ như là các bạn thấy cái ghế này đó, nó là kim loại, nó là inox. Và mình sẽ xi mạ vàng lên trên đó. Vật liệu thì nó cao cấp nhưng mà đường nét nó vừa đơn giản nhưng mà nó vẫn thể hiện được những cái hoa văn gọi là classic. Khéo của mình phải làm sao mà mình nâng được cái giá trị của cái sản phẩm nhưng mà không phải quá tốn chi phí cho chủ nhà. Với căn nhà này là mình đã phân bố các không gian chức năng ra sao? Bây giờ đa số là các dự án là giao thô. Tuy nhiên á, thì trên các mặt bằng chung á, thì họ cũng đã định vị các cái phòng ngủ hay là bếp rồi phòng khách. Nhưng mà cái hay của mình đó, mình phải làm sao mà các cái không gian nó gắn kết gọi là một cách hài hòa, tự nhiên, và cái công năng sử dụng nó thuận tiện, dễ dàng cho cái người sử dụng cái căn hộ này. Khi mà yêu cầu ban đầu của chủ nhà là đơn giản thì cũng có một cái khó là nếu như đơn giản quá thì nhiều khi mình sẽ bị đơn điệu khi mà ít đồ hoặc là màu sắc cũng quá là trung tính. Vậy riêng với căn nhà này thì mình có cách nào khác xử lý về màu sắc vẫn là màu trung tính nhưng mà làm không gian nó không bị nhàm chán hay không ạ? Nội thất cũng là một cái nghệ thuật, cũng như là những cái ngành về nghệ thuật khác như là thời trang hay là phim ảnh. Thì những cái yêu cầu mà họ đưa ra, ví dụ như là đơn giản, màu sắc đơn giản, thì các bạn thấy cái điều đó rất là khó. Tại vì mình phải làm đơn giản nhưng mà không đơn điệu. Những cái đường nét và những cái vấn đề mà hoàn hảo cái sản phẩm đó, nó phải đạt được cái độ tinh tế. Chứ không thể nào mà làm một cách cầu thả. Không phải trộn tất cả các màu sắc hay là đủ các loại thứ đắt tiền, nó đã là đẹp. Với vấn đề ở đây là thứ nhất là hài hòa cho một cái không gian. Thứ hai, sử dụng vật liệu khéo léo. Cái thứ ba là vấn đề là phải hoàn thiện, nó thật là hoàn hảo. Em nhìn thấy sự đơn giản và tinh tế, nhưng mà kiến trúc sư đã sử dụng những màu nào ở trong gam màu trung tính đơn giản để mình kết hợp với nhau, và cái cách xử lý màu đó ra sao ạ? Đây thì cái màu sắc cho người ta cái cảm giác khi nhìn thấy không gian, bước vào cái căn hộ này thì người ta cảm thấy một cái sự dễ chịu. Thì mình dùng cái tông, nó gọi chung là cái tông lạnh, cái tông trầm, thì kết hợp với những cái nền màu tường sáng đó. Còn mà tất cả các cái furniture hay là các cái đồ gỗ thì mình đi cái tông màu cho nó mang tính chất là nó đầm, tạo cái không gian nhìn nó ấm cúng. Rồi có những cái màu gọi là trung gian giữa cái màu đậm và màu lợt, thì các bạn có thể thấy là cái tông màu của cái màn cửa đó, nó sẽ chuyển màu một cách nhẹ nhàng giữa những cái tông màu như là màu kem, màu trắng hay là cái màu đậm của cái bức tường này. Em xem cái căn bếp này nha,
là những cái vật liệu để mà cái người sử dụng á, làm sao mà vấn đề vệ sinh cho cái bếp bảo đảm được sạch sẽ nè, rồi đỡ mất thời gian lau chùi. Như là cái mặt bàn này thì chị dùng cái chất liệu gọi là solid surface, tức là một cái loại nhựa tổng hợp. Có cái lợi thế là em thấy là nó có những cái gờ, khi mà mình làm bếp ở trên này đó thì nó sẽ không có tràn nước ra. Cái đạo bếp này á là phát sinh thêm so với cái thiết kế ban đầu. Thiết kế ban đầu là em thấy một cái căn hộ với diện tích như vậy thì người ta chỉ làm cái không gian cỡ này thôi, nhưng mà không có đủ. Vì chủ nhà này là một người thích những cái đẹp, thích nấu ăn ngon, và không gian bếp mà phải đủ để bày biện. Người phụ nữ nào ở trong căn nhà này sẽ rất là thích vào bếp mà mình thấy nó gọn gàng, chứ nó không bị tối như là trước đây mình nghĩ về một gian bếp. Từ vật liệu chị sử dụng là cái tông màu sáng và trung tính kết hợp với nhau, từ cái cách thiết kế là bố trí thêm một cái đảo bếp này, nhìn rõ ràng là nó ngăn nhưng mà không cách. Và em nghĩ ngồi chỗ này mà mình ngồi ăn luôn cũng được đấy hả? Ngồi ăn cũng được đó, thì mình có thể đó, một cái ghế mình để đây, ngồi đây ăn trong lúc mình soạn ở đây, mình chuẩn bị nấu thì nó cũng rất là tiện. Và từ đây thì mình có thể là giao tiếp với những người ngồi ở phòng khách, những cái không gian giao lưu ra bên ngoài như là ban công cũng có ánh sáng vô, rồi bên đây là bàn ăn, rất là tiện cho cái việc là phục vụ. Này là phòng master nè. Vâng. Thì chị đổi màu sắc một tí. Vâng. Nhưng mà nó không quá nhiều. Mỗi một cái không gian thì là cái lứa tuổi sử dụng nó cũng khác. Dạ. Cái sinh hoạt nó cũng khác. Vâng. Thì mình sẽ chọn lựa những cái tông màu hay là những cái tiện nghi trong phòng. Vâng. Nó phù hợp cho những cái điều kiện hạn hẹp của một cái căn hộ. Đó. Ví dụ như ở đây thì mình cũng tận dụng hết được cái cửa sổ này để làm thêm một cái gọi là window set, ngồi ở đây để các bạn có thể là 3-4-5 người ngồi trong cái phòng này cũng được, nói chuyện với nhau. Tất cả những vật liệu không quá cầu kỳ, màu sắc thì nó cũng hài hòa, nó phối hợp được lại với nhau, thế nhưng mà vẫn đầy đủ những công năng cần thiết. Còn những không gian phòng khác của các con thì sẽ như thế nào ạ? Bên đây là cái phòng của một bé gái khoảng 12 tuổi thôi, nó còn nhỏ nên nó còn tin lắm. Thiết kế theo bọn nhóc thì nó cũng dễ lắm, nó thích cái gì là nó nói đúng vậy. Còn bên đây là phòng của một bé gái lớn hơn, thì chị ta thích cái tông màu nó trầm hơn một tí, ra vẻ là sắp sửa là một thiếu nữ rồi. Thành ra là nó cũng khác với lại cái cô em, là cái tông màu nó rực rỡ hơn. Rõ ràng nếu như gia đình của chúng ta có các bạn nhỏ thì mình cũng phải quan tâm rằng ý kiến các bé thích gì từ màu sắc hay là cách sinh hoạt của các bé. Để làm sao nếu như mà bé bước vào nhà, bé thấy đúng vào không gian của mình thích ấy, thì bé sẽ muốn ở nhà và sẽ sum họp cùng với gia đình hơn. Kiến trúc sư Kim Yến đã có rất nhiều kinh nghiệm kiến tạo các căn hộ để tạo thành một không gian sống thoáng đãng, sang trọng và tinh tế. Thì ngày hôm nay chị có thể chia sẻ những kinh nghiệm đó cũng như là những gợi ý tới quý vị khán giả được không ạ? Trước tiên thì mình phải ghi nhận ước muốn của khách hàng, phải biết được cái chi phí đầu tư. Mình sẽ có một cái lựa chọn thông minh nhất, phong cách thiết kế cho tới vật liệu sử dụng. Cần phải có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì mình mới hiểu được cái sự tinh tế nó như thế nào. Không nhất thiết là một căn hộ, nó chỉ đơn giản một căn hộ. Với tôi thì tôi phải mang lại cho cái người chủ một cái không gian như là một cái biệt thự hay là một khu đất được xây dựng riêng biệt, chứ không phải là cứ nghĩ đến căn hộ là người ta thấy là không có cái gì để mà làm cho cái nội thất nó sang trọng hay là nó đặc biệt. Thì lưu ý về cái không gian bố trí kết hợp các cái phòng ốc như thế nào, tạo được những cái không gian chung cần thiết cho sinh hoạt với nhóm người nhiều hơn hay là những cái không gian riêng của từng người. Cảm ơn kiến trúc sư Kim Yến đã cho Ngọc Vy cũng như là quý vị khán giả rất nhiều thông tin bổ ích và chi tiết, và thay mặt cho Không Gian Xanh gửi tặng chị kỷ niệm chương của chương trình ạ. Rồi, cảm ơn Vy và cảm ơn chương trình.